kiếp này một kiếp khác vậy thôi. Còn cái thứ hai, thời gian rảnh thì mình nên làm cái gì? Thì xin thưa thì nên tu tập, đọc kinh, nghe pháp, hành thiền, làm các cái việc thiện. Bất kỳ việc thiện nào quý vị có thể nghĩ ra, bố thí, giữ giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, nghe hồi hướng, tùy hỷ, nghe pháp, thuyết pháp, sửa sang chi kiến cho đúng. Bất cứ cái chuyện thiện nào quý vị có thể nghĩ ra, thậm chí tôi nói nằm không cứ mở đại cái bài kinh nào đó lên mà nghe, mở đại cái bài giảng nào đó lên mà nghe, đương nhiên là giảng đúng chánh pháp và kinh đúng chánh pháp nha. Sư kể một cái kinh nghiệm nó cũng vui, đó là có những khi á sư cũng rảnh vậy, bản thân sư có khi cũng rảnh. Rảnh là rảnh làm sao? Nằm ngủ thì nó không ngủ, mà trong cái thời gian mà từ lúc nằm cho tới lúc ngủ giờ làm gì giờ, sư mới làm chuyện mở mở kinh nghe, hoặc là mở một cái bài pháp thoại của một cái vị nào đó lên nghe, cho tới lúc mà sư nói là tới mơ, nằm trong mơ, sư mơ là sư đang nghe một cái vị sư đang thuyết pháp, và sư không đồng ý với cái cách nói của vị sư đó đó, tới cái mức như vậy luôn á. Nhưng mà đương nhiên là mơ, mà mơ thì có khi là nó đúng, có khi nó không đúng, có khi mình nghe ông nọ râu ông nọ cắm càm bà kia, nhưng mà ít nhất sư nói thay vì đó, mở nhạc ra nghe, mở phim ra coi, mở chuyện ra xem, thì mình mở mấy thứ đó đó nó cũng lợi ích hơn. Mình mở kinh ra mình nghe, mình mở giảng ra mình nghe, nó cũng có lợi ích hơn ha. Đó thì rảnh thì nên làm các thiện pháp đơn giản vậy thôi.